khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vốn lìa tự tánh, vốn không tự tánh, thì tại sao Đại Bồ Tát tu chứng tánh bình đẳng của bát nhã ba la mật đa rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu chứng tánh bình đẳng bát nhã ba la mật đa, chẳng phải các Phật Pháp có tăng có giảm, cũng chẳng phải tất cả Pháp, Pháp trụ, Pháp định, Pháp tánh, Pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, trơn như thật tế có tăng có giảm. Vì sao? Này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải bốn, cũng chẳng phải nhiều. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ không kinh, không sợ, không hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng do dự, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đã được rốt giáo an trụ bậc bất thối truyền của Bồ Tát cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại dũng không chẳng phải có của bát nhã ba la mật đa sâu xa mà có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Thế Tôn bảo không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải thật có của bát nhã ba la mật đa sâu xa mà có pháp có thể đắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh không có thể hành không chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh không có thể hành không chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay sắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa sắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện